Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn một vấn đề. Phố thương mại ở Mỹ mua bán thế nào? Bạn có thể chọn giữa mua một dãy phòng trọ 30-40 căn hay là một dãy phố thương mại, nó kêu là commercial building. Mua phòng trọ để đầu tư và mua phố thương mại khác nhau thế nào? Phòng trọ thì đã chia sẵn từng căn, bạn cho mướn phòng trọ, bạn chăm sóc phòng trọ, rồi bạn cho người ta mướn, bạn thâu tiền mướn, bạn trả tiền kinh phí. Cái dãy phố thương mại thì nó cũng vậy. Dãy phố thương mại thì nó cũng chia ra nhiều căn để mà cho mướn. Nhưng mà dãy phố thương mại nó hơi rắc rối một chút, tại luật pháp của nó nhiều. Chính phủ chỉ cho bạn mở, bạn cho mướn những điều kiện cho ai mướn là phải có chính phủ chấp thuận. Ví dụ như là nếu mà cái căn dãy thương mại của bạn nó gần nhà ở thì chính phủ không cho bạn cho những người mướn mà có những cái dịch vụ mà để làm ồn cho sự yên tĩnh của dân. Ví dụ như là bạn không có cho mướn mở kêu là nightclub, phòng trà, những dịch vụ cà phê mà xe tới ồn ào quá cũng không được, nếu mà chỗ đó nó gần chỗ người qua lại. Hay là cho mướn những dịch vụ mà có thể làm ô nhiễm môi trường, như là cho mướn chỗ làm cửa sắt, làm giặt củi, mà thì là chính phủ tới cho sẽ xem xét coi thử coi cái những dịch vụ đó nó có làm ô nhiễm môi trường. Thành ra nếu mà bạn không có thạo tiếng Mỹ thì là làm chủ một dãy thương mại cũng hơi khó. Nếu bạn mới từ Việt Nam qua thì nên bắt đầu là việc cho mướn nhà single house, cho mướn phòng trọ, rồi 5 năm sau, 6 năm sau khi mà mình đã thạo rồi, rồi mình còn tiền lời trên bên cái phòng trọ nhiều rồi, mình dư giả tiền rồi thì mình mới cho mướn những cái dãy phố thương mại hoặc là những cái office building. Chỉ có một cái là nó có mình có thể được là giờ nó cất nhiều cái building rồi nó cho mướn từng phòng, nó chỉ nó bị mình mua từng phòng, là mình nó mua cái building tới cả 50-60 triệu đô la, rồi nó bán từng cái phòng là 500-400 đô, 300 đô, rồi người ta mua cái phòng đó, rồi người ta cho mướn, mình mua rồi mình cho mướn cho luật sư, cho bác sĩ mướn, nhưng mà cái ban quản trị thì nó quản trị hết cái nguyên một cái dãy lầu mà 200-300 căn phòng. Như vậy là họ sẽ đối phó với lại những gì về luật pháp, những gì về thanh tra thì họ đối phó hết, rồi họ tính tiền một tháng bao nhiêu là có ban quản trị. Thì cái đó là mình cũng như là mình mua chung cư, mình làm chủ chung cư, mình cho mướn, nhưng mà phải đóng tiền cho ban quản trị. Còn mình chưa có thạo thì mua như là một cái building nhỏ nhỏ thôi, chừng 5-6 căn phòng thôi, tại building của mình là tự mình quản trị. Thì bạn thấy bạn hiểu mình nói rõ ràng gì không? Tức là cho mướn phòng trọ thì cũng lời, rất là rời. Mà cho mướn mua phố thương mại thì cũng rất lời, phố thương mại thì nó lời hơn. Nhưng mà mình phải biết luật pháp, biết giấy tờ, biết nhiều cái lắm. Phải thạo tiếng Mỹ nhiều lắm thì mới đối phó được. Tại mỗi lần mà người ta tới người ta mướn thì có nhiều giấy tờ lắm. Thường thường mà điều cái đỡ bận nhiều hơn là người ta mướn thường thường là một hợp đồng là 5 năm. Nếu người ta ở, người ta làm nhân phòng 3 năm mà người ta đi thì người ta phải trả cho mình tiếp 2 cái năm đó. Và những công ty này kia thì thường thường là ít khi họ bỏ. Nhưng mà nếu một công ty mà dọn đi chỗ khác á, thì là cũng phải chờ 4-5 tháng mới kiếm được cái khác, chứ không phải là dễ.
thì nếu mà ở bên Mỹ là thường là người thường thì người ta cho mướn phòng trọ hay là dài những căn phố mà nhỏ, còn có đó thường là còn những công ty lớn hùng tiền lại rồi mượn tiền ngân hàng mở ra những cái văn phòng thật là lớn, như là những văn phòng mà mình đang cho bạn ở nước ngoài đằng sau của mình á, thì nó có nguyên cả một cái những cái văn phòng, những cái office condo, những cái hotel condo, nó là nguyên một cái khu thương mại. Thì ở Mỹ chỗ này rất là thịnh hành. Theo mình nghĩ vậy ha, nếu mà mình chưa có thạo luật pháp, mình chưa có thạo gì nghề cho mướn á, là tốt nhất là mình cho mướn phòng trọ, rồi mình bắt đầu trong khởi nghiệp thì mua nhà mình cho mướn, mua nhà single house, rồi xong rồi đó thì mình thạo rồi thì mình mua dãy phòng trọ 4 căn, 10 căn, 20 căn. Có người họ không thích office building, họ không có thích phố thương mại, cái cách quản lý nó khác, nó phức tạp hơn, thì họ chỉ là mua phòng trọ rồi nếu họ từ từ họ dùng tiền và hợp nhau để họ hùng vốn thì họ có mua nguyên một cái phòng trọ mà lớn chỗ đẹp tới 200-300 căn đó bạn. Ở đây chuyện đó là bình thường, tại vì ít tiền thì chính phủ cho mượn tiền, rồi cho mượn tiền để mua nhà nhỏ, rồi sau để bán nó lên giá, cái bán nhà nhỏ mua nhà to, cái nhà to mua 10 căn phòng trọ, 10-20 căn phòng trọ, cái đó là chuyện bình thường. Mình chỉ có hai dãy phố mà mình thấy là quản lý phức tạp nên mình không có mua thêm nữa. Mình thích là đầu tư phòng trọ hơn, tại vì nếu mà mình thích mình cái ý mình thích vậy, nhưng mà có người chị họ thích là lấy phòng trọ. Hello, thì để mình quay cho bạn coi cái chỗ những cái dãy nhà phố chung quanh khu này cho bạn coi nha. Chào các bạn, bye bye.